Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm hình sự bị cáo Trần Chí Mãnh, ngụ thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Các bị cáo là Vũ Văn Quý, ngụ thành phố Hà Nội, mức án 22 năm tù về các tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, mức án 8 năm tù, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tàm Hoàng Thị Tâm cùng với mức án là 10 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trần Chí Mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, kinh doanh dầu nhất giả và phụ tùng xe gắn máy các loại. Tháng 12 năm 2020, bị cáo Mãnh gặp người quen là Đào Ngọc Cảnh, nhờ Cảnh tìm cách tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang. Cảnh đã nhờ Ngô Văn Trọng và Trọng đã nhờ Hoàng Thị Tâm với giá là 13 tỷ đồng. Tâm lại nhờ Vũ Văn Quý thực hiện với giá là 10 tỷ đồng. Qua bàn bạc, Trọng và Tâm thỏa thuận điều chuyển với giá là 20 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của nhóm Quý. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, Quý trọng tâm đến cơ quan công an đầu thú.